Út Gồm xin chào tất cả các bạn nha, chào tất cả các anh chị em Thợ May đồng nghiệp luôn nè. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ một số mẫu mà mình vừa may xong cho khách đó. Chuẩn bị trả đơn thì mình lại tiếp tục mình quay những cái mẫu mới mà mình vừa may xong đó, mình chia sẻ lại cho các bạn cùng xem tham khảo nha. Cái mẫu đầu tiên trong cái video hôm nay đó là một cái mẫu áo bà ba phối ha, phối quần. Thì ở đây mình may cổ vuông viền một phân nha. Mẫu áo bà ba cổ vuông này thì mình viền một phần nhấn gốc nè. Phía trước cổ là mình có cắt gã phối cái phần vải màu của cái phần quần đó. Rồi mình trang trí thêm mấy cái hạt đá mình đơm lên, tạo kiểu ha, cho nó bớt đơn điệu. Thì khách yêu cầu á, may cái cổ áo có kiểu một chút thì mình sẽ pha phối thêm cái phần màu. Phía trước thì mình đóng mấy cái nút bọc vải á, mình đơm vô. Quần này á, thì mình may quần túi hàm ếch, vơm quần tây nha, quần dây thun thẳng nha. Thì tay á, thì mình may có mình dúng nè, mình dúng xếp ly trên vai, tay bồng xếp ly trên vai. Phần băng tay thì mình gáp 5 cm ha, rồi mình bóp lên thành cái hình chiếc nơ, mình đơm cái nút vô đây, tạo kiểu ha, mặt ra nó căng ra hình cái nơ gì nè, vừa vô cái tay mình á, nhìn dễ thương lắm luôn. Thì ở đây mình có may đầy đủ phần bên ngực và cái phần bên thẳng nha. Mặc dù thun nhưng mình vẫn thiết kế giống như cái mẫu áo dài vậy đó. Cái vơm của nó giống như mẫu áo dài. Bên hông cái phần tà thì mình sẽ làm cái đường chống tét tà nha. Nè, mình làm cái chỉ chống tét tà ở đây nè. Thì mình mặc cái tà áo mình nó không có bị giãn ngay phần này. Nó không có bị đứt chỉ đâu ha. Phần tà thì mai tà ốp hết nha. Như vậy, mình bẻ mình ốp giống như tà áo dài vậy đó. Mặt nó đẹp hơn mình bẻ vô bình thường nha. Thì các bạn xem video mà có yêu mến mình á, nhớ bấm cho mình một lượt đăng ký nè, cũng như là một lượt thích, chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Đây, cái mẫu áo hoa phối quần màu rất là dễ thương luôn nha. Mình qua cái mẫu số 2 nha. Mẫu số 2 này thì mình may đồ bộ thun ATI Mỹ nha, may vạt ngang, áo vạt ngang. Tay này thì mình may tay chuông. Tay chuông thì nó sẽ liền với cái phần nách chứ nó không có chống nha. Còn tay cánh tiên thì nó chống. Cái phần tay mình không có cuốn biên. Mình may cái phần ghen ghìa theo cái phần tay áo của mình luôn. Phía trước mình làm cái hoa mình trang trí nè. Kết hợp thêm hai cái lá. Mình đóng mấy cái hạt chai tạo kiểu nha. Thì cái mẫu này mình phối cái màu cho nó hợp vô cái phần họa tiết trên vải của cái phần thân áo thôi ha. Cái chất liệu để phối này là sọc Quảng Châu nè bạn. Phía trước mình viền 1 cm nha. Này, cái mẫu áo của mình vơm này, cái áo này cũng nhỏ ha. Cái tay này mặc rất là dễ thương nha các bạn. Các bạn muốn đặt may thì liên hệ cái số và điện thoại trên góc phải màn hình nha, để được tư vấn cụ thể hơn nha. Kế tiếp là cái mẫu số 3 nha các bạn. Mẫu số 3 thì ở đây mình may tay liền, mẫu áo tay liền vạt ngang ha. Này nền đen quả tiết màu vàng ha. Đây mình may cổ tim bầu. Phần cắt đồ này thì bên thân nhỏ thì mình kết hợp mấy cái lá ha. Mấy cái lá mình may lên, mình cắt kéo gân cưa, mình may lên tạo kiểu. Rồi cái phần bên thân lớn này thì mình sẽ cắt gã ra. Mình gáp cái phần vải màu đen giống như cái bầu chữ B vậy đó. Rồi mình chạy chỉ thiêu lên tạo kiểu ha. Những cái mẫu áo mà đô gờ như vậy thì mình tạo được nhiều kiểu hơn. Và những cái kiểu nó cũng đẹp hơn cái mẫu áo đô liền ha. Đây, mình trang trí mấy cái hạt đá lên, tạo điểm nhấn trên cái phần cổ áo cũng như cái phần bâu ha. Nhìn rất là dễ thương luôn. Màu nền đen, màu vàng. Cái này mặc trắng da nha. Mình qua cái mẫu số 4. Mẫu số 4 thì cũng cái mẫu áo tay liền. Ở đây thì mình may cái mẫu là chéo eo đắp tà một bên. Đây, chất liệu là thun tâm đũa nha. Đây, cái màu này là màu măng cục ha. Mình cắt gã trên cái phần cổ. Rồi mình trang trí mấy cái hạt đá lên nè. Mấy cái hạt đá này rất là sáng nha. Bên đây thì mình cắt cái phần vải xéo.
Bởi xéo đắp chéo qua đây. Ở bên đây mình cắt dễ xuôi đúng dải của thân áo. Đắp áo viền 1 cm nha. Đây cái phần chéo bên đây thì mình xếp 3 ly dựng như vậy, rồi mình kết hợp thêm mấy cái hạt đá lên. Cái phần ly này nè mình thả đại, mình không có ủi nha, do cái phần dải thun á mình để cho nó gọn tự nhiên. Ta đắp như vậy đó. Cái phần eo mình chéo lên đây, mình xếp 3 ly. Cái mẫu này thì cái mẫu chéo eo đắp tà một bên này á, thì mình có hướng dẫn cái cách cắt được cái mẫu áo này ha. Bạn nào muốn may thì vào xem tham khảo nha. Qua cái mẫu số 5, mẫu số 5 này nó tương tự với cái mẫu số 3 nha các bạn. Ở đây thì thun cũng thun AT Mỹ luôn, mình may vạt ngang, áo vạt ngang. Mẫu áo cắt đô này thì mình phối màu vàng ha. Cổ tim bầu thôi. Rồi mình trang trí mấy cái lá bên thân nhỏ nè. Thân lớn thì mình cũng cắt cái phần bâu bê. Nhưng mà ở đây mình không có chạy chỉ thiêu nha. Cái vải gáp thì mình sử dụng dải màu của thun Solen á. Rồi mình trang trí mấy cái hạt đá lên. Cái phần lá này là mình cắt kéo găng cưa là mình sẽ hơ bằng hột quẹt á, cho nó đừng có bị bung cái phần vải nha. Các bạn lưu ý nha, chứ không phải mình cắt rồi mình để đại đâu. Mình để đại nó sẽ dễ bị tưa giải ra. Cái này cái mẫu beo đá màu vàng phối với màu đen vậy nè. Mặt nhìn rất là sang ha. Áo này của khách cũng nhỏ à, thì mình mặc vô canh M là vừa luôn, mình không có kẹp phía sau luôn. Kế tiếp là cái mẫu số 6 nè. Mẫu số 6 này thì nhìn rất là quen, tại vì mình đã chia sẻ cái cách để cắt được cái mẫu này. Mẫu này mình may vặt ngang nè. Cổ thì cổ tim thẳng nha. Mẫu này mình có hướng dẫn cái cách cắt rồi đó. Bạn nào muốn cắt được mẫu áo này thì vào cái video hướng dẫn cắt xem tham khảo nha. Phía trên này mình gáp vải màu. Cái vải màu này mình gáp là chất liệu là Solen nha. Thì bên mình may là mình hay gáp những cái dải màu này nè, là mình gấp đô, gấp đồ mình viền, hoặc là mình làm kiểu, mình hay làm kiểu cái vải thun Solen, tại vì nó chất liệu nó cũng tương đối tốt, nó không có bị đổ lông ha. Phía sau mình cũng cắt đô luôn nè, cắt đô ngang thôi. Phía sau may đơn giản, cắt đô ngang coi như là mình tạo kiểu thôi. Trừ khi nào mà khách yêu cầu tạo kiểu nhiều á thì mình mới làm kiểu phía sau ha. Cổ tim thẳng, xếp ly trên vai ha. Nhìn rất là dễ thương. Mình qua cái mẫu số 7. Mẫu áo màu tím, mẫu chéo eo đắp tà một bên. Tay liền luôn ha. Mẫu này mình cũng có chia sẻ cái cách cắt nè, mà không có chia sẻ cái cách may nha. Cũng có một số bạn yêu cầu mình chia sẻ cái cách may, nhưng mà do mình thấy cái mẫu áo này cũng đơn giản. Trong cái lúc cắt thì mà cái đoạn cuối của video là mình cũng có hướng dẫn may sơ sơ á, nhưng mà mình không có quay cái cách may, thì chỉ hướng dẫn cái cách cắt thôi. Còn cái phần trang trí thì tự mình trang trí lên ha. Mẫu này mình phối cái phần ghen trắng, tay liền. Mẫu này thì mình sẽ ngay giữa các bạn, đắp qua một bên. Mặt nhìn rất là dễ thương ha. Cái phần tà nó phủ qua một bên á, rồi nó xếp 3 ly màu tím. Cái phần tùng áo phía trước nó hơi phủ xuống á. Chị em nào mà thích cái áo phọt hơi dài dài á, mà phủ ngang á, là hợp lý lắm luôn á. Mẫu cuối cùng của video hôm nay đó là cái mẫu chéo eo đắp tà. Tà điều ha, đắp tà điều ngay giữa nè. Mẫu này thì mình có làm cái video chia sẻ theo yêu cầu của một số bạn rồi đó. Thì bây giờ mình cũng quay tổng hợp chung lại với những cái mẫu đồ bộ kia ha. Thì mẫu này mẫu chéo eo đắp tà ngay giữa. Cổ thì cổ tròn cao phía trên. Đây, cái mẫu chéo eo đắp tà này, mặt nhìn rất là sang luôn nha. Khi mà mình may mấy cái mẫu này thì các bạn nên chọn những cái loại dải co giãn mạnh nha. Đây, sọc cargo, nhìn rất là thấy thương luôn á. Mình mặc cái phần cổ thì nó đơn giản, nhưng chủ yếu là cái phần chéo eo phía dưới tạo nên cái điểm sang trọng cho cái áo của mình ha. Rồi, video hôm nay thì mình chỉ chia sẻ một số mẫu này thôi. Chào tạm biệt các bạn nha.